Điều ít biết về Selena Huynh, con gái thứ hai đầy tài năng của bà Tô Ngọc Thủy. We're here. Say hi, Natalie. Hi. Mama, we have to go to the Mama, wait. Mama, mother, Mama. Sorry, we gotta go to the kitchen. Where's bà ngoại? Bà đẹp lắm, dễ thương lắm mọi người ơi. Trời ơi, này là hai đứa con gái của Thủy nó lo hết luôn á. Đây nè, đây là ở trong nè. Đó. Selena, say hi. Đây là con gái thứ hai của Thủy. Bây giờ là trong đám cưới của Natalie, con gái út của vợ chồng bà chủ trung tâm Thiên Nga, người xuyên suốt bên cạnh và lên chương trình cho đám cưới em gái mình. Đó là Selena Huynh. Cô là con gái thứ hai của vợ chồng bà Tô Ngọc Thủy, Hình Thi. Thường thì ông Tô Văn Lai hay nhắc đến Natalie, con gái út của bà Tô Ngọc Thủy, vì cô ẩn tuổi của ông ngoại, tuổi Đinh Sửu, nên được ông cưng nhất. Nhưng thực tế, bốn người con của bà Tô Ngọc Thủy, người con nào cũng đều có tài năng cả. Và cô gái Selena là người không chỉ giỏi về kiến thức mà cô vô cùng xinh đẹp. So với cô em út Natalie thì cô có chiều cao nổi trội hơn, rất thích hợp cho vai trò làm MC, người mẫu quảng cáo, đóng phim. Selena Huynh, cô đã xuất hiện rất nhiều trong các chương trình quảng cáo do Trung tâm Tiếng Nga thực hiện, như Về Ẩm thực, Phong tục tập quán của người Việt xa xứ. Và vào năm 2018, cô đã về Việt Nam tham gia bộ phim Đích Tôn Độc Đắc cùng với nhiều diễn viên Việt Nam như Danh Hài Hòa Linh, Bạch Công Khanh, Tấn Bêu, Trung Dương, v.v. Trong phim Đích Tôn Độc Đắc, Selena Huynh thủ vai người yêu Việt Kiều của chàng thiếu gia Bạch Công Khanh đóng, tức giận khi bạn trai ngày càng thân thiết với cô gái quê. Vào năm 2020, cô xuất hiện trong MV Du Xuân Ngày Tết tại Sài Gòn, giới thiệu về phong tục ngày Tết. Trong chuyến đi này, cô gặp ca sĩ Phi Nhung cùng Hồ Văn Cường cũng đang du xuân, và cả Danh Hài Thiết Nga cùng hai con của mình. Tiểu sử về Selena. Selena tên thật là Huỳnh Linh Thi, là con gái đầu của vợ chồng Hình Thi Tô Ngọc Thủy, CEO hiện tại của Trung tâm Thiết Nga, và là cháu ngoại thứ hai của hai nhà sáng lập của Trung tâm Thiết Nga, giáo sư Tô Văn Lai và bà Nguyễn Thị Thúy. Huỳnh Linh Thi sinh ngày 4 tháng 2 năm 1995 tại California. Sau khi bố mẹ cùng ông bà ngoại của cô đã di dời hẳn sang Hoa Kỳ để tiếp tục xây dựng Trung tâm Thiết Nga, và anh trai ruột của cô là Kevin đã được 3 tuổi, sau này cô còn có hai người em nữa, lần lượt là Dustin và Natalie. Lần đầu tiên cô được đi xem Party by Night được biết đến là khi Trung tâm Thiết Nga thực hiện chương trình Party by Night số 70 Tuka tại Paris vào ngày 12 tháng 4 năm 2003. Giữa năm này, đánh dấu lần đầu tiên Selena Linh Thi xuất hiện trên sân khấu Party by Night trong chương trình Party by Night số 71 và vai trò phụ diễn tiếp một thời trang Tìm Về Phố Xưa. Khi ấy cô chỉ mới 8 tuổi. Sang ngày 29 tháng 10 năm 2005, Selena xuất hiện trong chương trình Party by Night số 80 Tết Khắp Mọi Nhà. Qua lời mở đầu chương trình và chúc mừng Xuân Bính Tuất 2006, sang năm 2008, Selena cũng trở thành biểu tượng của hai chương trình Party by Night số 94 và Party by Night số 95. Phần 2, Cảm ơn cuộc đời và chiếc bóng đèn vàng lồng trong một cái khung kim loại hình cầu biểu trưng cho quả địa cầu. Vào thập niên 2010, Selena sang New York và học tại Đại học New York, tốt nghiệp năm 2017. Cô bộc lộ rằng mình đã từng có ước mơ tiếp tục làm trong lĩnh vực truyền thông, nhưng phải về Việt Nam vì một trong những các thành viên trong gia đình còn lại đang ở Việt Nam đã ngã bệnh. Tại Sài Gòn, cô làm người mẫu và DJ cho vui. Sang năm 2018, Selena cùng Wendy Sally thực hiện một series phim ngắn ngay chính tại Sài Gòn ở một khoảng thời gian nào đó trước khi Trung tâm Tiếng Nga tu hình Party by Night số 128. Vào giữa mùa thu năm 2018, cô đã trở về Hoa Kỳ để tham gia sự kiện kỷ niệm 35 năm Party by Night. Trong năm tiếp theo, cô còn là người đã biết đến và đưa ý tưởng chủ chốt để thực hiện chương trình Party by Night số 129 vào tháng 1 năm 2021. Khi đại dịch Covid-19 bùng nổ tại Hoa Kỳ, Huỳnh Linh Thi cùng em trai là Dustin đã tham gia khóa học cấp tốc về các quy tắc kiểm dịch để phục vụ cho việc thực hiện chương trình Party by Night số 131 Xuân Hy Vọng
mà không có khán giả do ảnh hưởng của dịch bệnh. Vào năm 2023, Selena tái xuất với trung tâm tiếng Nga một lần nữa với vai trò người mẫu quảng cáo cho chương trình Party by Night số 136. Nhưng 40 năm hành trình, tấm hình poster quảng cáo Selena được chụp trang trọng lớn nhất với trang phục màu vàng óng ánh. Nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông là người đã thiết kế cho Selena bộ trang phục này. Anh đã viết một chiếc đầm đặc biệt nhân kỷ niệm 40 năm sân khấu dành cho Thiết Nga Body by Night số 136. Cảm ơn Comedito, chú Huỳnh Thi đã tin tưởng và giao trọng trách là một dự án cho poster hoành tráng kỷ niệm 40 năm từ con và cảm ơn Selena. Ngày đầu tiên cô Thị gặp cô nói muốn mình thiết kế một bộ trang phục để kỷ niệm 40 năm. Cô nói đối với mình thì Thiết Nga trong lòng mình như thế nào. Hồi nhỏ tới lớn, xem rất nhiều số Body by Night của ba mua về. Đây là một trong những kỷ niệm mà mình nhớ về Thiết Nga. Một Thiết Nga có hình ảnh của kinh đô ánh sáng nước Pháp cùng tháp Eiffel, tinh thần mới mẻ, năng động của Mỹ, lưu diện khắp 40 bang và khắp thế giới để kiều bào của mình đều được sống trong âm nhạc Việt Nam, và đặc biệt đó là quê hương trong hình ảnh của những chiếc bông lúa màu vàng kim rực rỡ. Những làng nghề đan lát truyền thống của Việt Nam, Tết nào cũng phải xem Thiết Nga thì Tết đó mới vui. Bà Tô Ngọc Thủy sau thời gian cùng cha mẹ thành lập trung tâm Thiết Nga, đặc biệt sau khoảng hơn 10 chương trình Body by Night được thu hình và phát hành, bà cũng tham gia tìm hiểu, nghiên cứu về âm nhạc Việt Nam và nước ngoài, và sau đó được cha là ông Tô Văn Lai trao quyền điều hành trung tâm sau khi bản thân ông đã chủ trì sản xuất được ít nhất khoảng 20 đến 30 chương trình Body by Night. Sau khi con gái trở thành giám đốc sản xuất chính thức của các chương trình Body by Night, ông Tô Văn Lai cũng lặng lẽ trở thành người đóng góp ý tưởng để thực hiện các chương trình này. Vào ngày 11 tháng 11 năm 1991, bà Tô Ngọc Thị kết hôn với người đàn ông gốc Huế tên Huỳnh Thi. Bà Thủy đã từng tự hào về chồng. Và như thế đó, khi Thi đã bỏ tất cả vào năm 1989, công việc làm yên ổn, căn phòng trọ tại Montparnasse, cuộc sống tự lập, từ lúc vượt biên một mình năm 16 tuổi đến Pháp, để theo Thủy qua Mỹ cùng nhau xây dựng giấc mơ Mỹ của hai đứa, của ba và trên hết của trung tâm tiếng Nga. Mỗi buổi sáng Thủy chở Thi đi học tiếng Anh trên chiếc xe đầu tiên màu xám cũ kỹ mà ba mua dưới 8.000 đô từ một người bạn vừa bán vừa cho, và cứ mỗi lần chạy trên chiếc freeway một đoạn phải ngừng lại đổ nhớt vì xe bị chảy nhớt. Chiếc xe Mazda này đã giúp cho tiếng Nga chở biết bao nhiêu băng đĩa đặc thu ở hãng Mỹ từ Hollywood về Orange County để gửi đi khắp nơi lúc ban đầu. Sau đó ba rất hãnh diện khi mua được chiếc xe Toyota Corolla màu trắng với giá 15.000 đô vì khỏi phải ngừng lại đổ thêm nhớt khi chạy. Năm 1992, đứa con đầu lòng Kevin ra đời. Còn nhớ Kevin lúc nhỏ cứ bị bệnh cảm lạnh và sổ mũi hoài vì căn nhà mướn tại Minquay City phải để máy lạnh chạy hầu như 24/24 để 200 đầu máy tô băng của Body by Night khỏi bị nóng. Kevin, Selena, Dustin, Natalie lần lượt chào đời tại căn nhà ngổn ngang này với những bì băng, máy tô băng cassette, đơn đặt hàng, thùng gửi hàng, pha lẫn những đồ chơi của bốn đứa nhỏ. Vào cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 2022, bà Tô Ngọc Thủy và Hình Thi đã trở về Việt Nam tổ chức hai sự kiện liên tiếp nhằm ra mắt hai album Người Phụ Tình Tôi thực hiện bởi Như Quỳnh và Nụ Cười Anh Còn Mãi thực hiện bởi Phương Loan. Các fan trung tâm Thiết Nga cho rằng chuyến đi về của Hương này chính là tiền đề cho việc vợ chồng Thi Thủy sang Thái Lan để khảo sát các sân khấu có thể sử dụng được ở đó và đặt trước sân khấu, bước đầu chuẩn bị cho chương trình Body by Night thu hình tại xứ sở chùa vàng này. Đúng như dự đoán của khán giả theo dõi trung tâm Thiết Nga, vợ chồng Thi Thủy đã lên đường tới Thái Lan sau chuyến đi ngắn về Việt Nam để thực hiện mục đích trên. Cũng giống như cố giáo sư Tô Văn Lai, Tô Ngọc Thị rất trân trọng công sức của cha mẹ trong việc tạo dựng và phát triển trung tâm Thiết Nga, cũng như những CD các chương trình Body by Night vốn đã trở thành biểu tượng nghệ thuật Việt tại hải ngoại trong suốt những thập kỷ qua. Và khi được trao trọng trách trở thành CEO trung tâm và giám đốc sản xuất của các chương trình Body by Night, bà Tô Ngọc Thị không hề phản đối mà nối tiếp con đường mà cha mẹ để lại, hoàn thành tốt công việc lớn của mình xuyên suốt hàng chục năm. Ngoài ra, Kevin, Selena và Dustin cũng đã ít nhiều giúp đỡ trung tâm thực hiện các chương trình Body by Night. Còn Natalie sau này đã mở tiệm bánh và thỉnh thoảng Tô Ngọc Thị cũng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo cho tiệm bánh của cô con gái út của mình. Trong ngày lễ Mother's Day của mẹ,
bà đã gửi những lời cảm ơn đến mẹ ruột của mình đã nuôi nấng bà và em trai, để lại một gia tài nghệ thuật vô cùng to lớn. Mẹ ơi, con đã già rồi, nhưng con không bao giờ quên những buổi trưa dù mẹ bận bán băng nhạc ở tiệm giao hàng, đúng hơn Thúy Nga 12 bit Công Lý Thương Xá Tam Đa Sài Gòn, lúc nào mẹ cũng đáp chiếc xích lô về nhà ăn trưa với con và em Kim. Và mẹ biết con thích trái nhãn lòng, mỗi khi có nhãn ngon ở chợ Bến Thành là mẹ ghé mua về cho con. Hồi nhỏ nữa, trước khi có em Kim, con rất kén ăn, không thích ăn cơm. Mẹ dù con bảo ăn hết cơm đi, mẹ cho ăn hộp trái xoài vì mẹ biết con thích gặm hộp xoài. Bao nhiêu tình thương của mẹ cho con và em Kim, không bao giờ tiếc với hai con một thứ gì. Con thương Mân. Và mới đây nhất, ngày 17 tháng 6 năm 2024, gia đình Tô Ngọc Thị tham dự lễ thành hôn của con gái Natalie với hôn thê đồng giới Laura tại Vương quốc Anh. Khi nhận những ý kiến trái chiều từ khán giả, người chúc mừng kẻ không ưa, bà đã viết như sau. Hình ảnh chụp trong hai ngày 16-17 tháng 6 năm 2024, mừng đám cưới con gái Úc Natalie. Thủy rất hãnh diện về cô con gái Úc mà Thủy không phải lo về tài chính cho cháu. Ngoài chi phí học, sau 3 năm tốt nghiệp UC San Diego, cháu qua Shanghai vì tìm được việc làm dạy tiếng Anh. Và tại Shanghai, Natalie đã gặp Laura. 6 năm sau, Natalie và Laura vui mừng đón bà ngoại, ba mẹ, hai anh Kevin, Dustin và chị Selena cùng với các cô chú bác và bạn bè đến từ Shanghai, California, Oregon, USA, Farm, Canada dự đám cưới. Hai cháu làm việc rất cực nhọc từ 4 năm nay để dành tiền để tự lo trang trải cho đám cưới mà hai cháu mong ước. Làm cha mẹ thấy con cái hạnh phúc là mình hạnh phúc lay, và không đòi hỏi gì ở con mình vì mình đâu có sống thay cho cuộc sống của nó. Hãy mở rộng vòng tay và đón nhận cuộc sống dưới ánh mắt khoan dung và bảo bọc.